Thân mến chào các bạn. Yếu tố thứ 8 giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là lòng vâng phục. Trong đời sống vợ chồng, bạn và người phối ngẫu sẽ phải quyết định những vấn đề quan hệ đến hai người, đến con cái và phúc lợi chung của gia đình. Và các bạn chắc chắn sẽ có những ý kiến khác nhau. Lúc đó các bạn sẽ quyết định theo ý người nào. Đây là lúc chúng ta cần đến tinh thần vâng phục. Vâng phục nghĩa là gì? Từ điển Webster định nghĩa vâng phục là đặt mình dưới quyền, ý muốn hay thẩm quyền của người khác. Như vậy, theo ý các bạn, trong hôn nhân ai phải vâng phục ai? Vợ vâng phục chồng hay chồng vâng phục vợ? Có lẽ các bạn đã nghe câu phu xướng phụ tùy, nghĩa là chồng nói vợ nghe, hay là chồng đề xướng thì vợ phải hòa theo. Và có lẽ nhiều người cũng thấy trong gia đình mình, thường thường cha nói gì mẹ cũng phải vâng theo. Nếu tinh thần vâng phục chỉ có một chiều, nghĩa là lúc nào vợ cũng phải vâng phục chồng, thì gia đình có thật sự hạnh phúc không? Vợ phải vâng phục chồng là phong tục và văn hóa của người Á Đông. Trong văn hóa Tây Phương, người đàn bà có nhiều quyền hơn. Tuy nhiên, dù là Đông Phương hay Tây Phương, văn hóa nào cũng có khuyết điểm và sai lầm. Vì thế, chúng ta không theo văn hóa, nhưng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời Chúa cho chúng ta những nguyên tắc cao đẹp, không bao giờ sai lầm. Sống theo nguyên tắc của Kinh Thánh, các bạn sẽ được bảo đảm một hôn nhân hạnh phúc. Về tinh thần vâng phục trong đời sống người tin Chúa, sứ đồ Phaolô viết như sau: hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng trong hội thánh, nhưng cũng áp dụng trong gia đình. Theo nguyên tắc này, không phải chỉ vợ vâng phục chồng hay chồng vâng phục vợ, mà cả hai người kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Người này tự nguyện đặt mình dưới thẩm quyền và ý muốn của người kia. Trong đời sống tương lai, ước mong các bạn sẽ ghi nhớ điều đó. Bạn và người phối ngẫu sẽ vâng lời Chúa và kính sợ Chúa mà nhường nhau, chiều nhau và vâng phục lẫn nhau. Chúa chắc chắn sẽ ban cho gia đình bạn thuận hòa, êm ấm. Vì Chúa hứa, Ngài sẽ ban ơn đến ngàn đời cho những ai kính mến Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Ngoài ra, lời Chúa cũng dạy các bà bổn phận sau đây đối với chồng. Sứ đồ Phaolô viết: hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 24. Theo lời dạy này, người đàn bà phải vâng phục chồng trong mọi sự. Có lẽ nghe đến đây các anh thích lắm, nhưng các cô thì không thích, vì thấy như Chúa đòi hỏi các bà, các cô một việc quá khó và hơi bất công. Nhưng lời Chúa không dừng lại tại đó. Ngài truyền cho các ông mạng lệnh sau đây: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính mình. Ai yêu vợ thì yêu chính mình vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Qua hai mạng lệnh trên, chúng ta thấy Chúa muốn đời sống hôn nhân có một thứ tự hẳn hoi. Trong gia đình, người chồng là chủ, như Chúa cứu thế là chủ của hội thánh. Người vợ phải ở dưới quyền lãnh đạo của chồng, vâng phục chồng như hội thánh vâng phục Chúa. Bổn phận của người vợ là vâng phục chồng. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà người chồng có quyền bắt vợ chiều ý mình trong mọi sự. Vì theo lời Chúa dạy, bổn phận của người chồng là phải yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Nói như thế có nghĩa là các anh phải yêu thương vợ hết lòng, hết sức, đến độ sẵn sàng hy sinh cho vợ, như Chúa cứ thế đã hy sinh cho hội thánh. Các bạn có thấy hình ảnh tuyệt đẹp trong lời dạy của Chúa không? Chúa không dạy rằng chồng là chủ, vợ là tôi tớ, phải vâng phục trong mọi sự. Nhưng dạy rằng chồng là người lãnh đạo yêu thương, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, yêu như Chúa yêu hội thánh, sẵn sàng hy sinh như Chúa đã hy sinh. Và cả hai vợ chồng kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Các bạn thân mến, đây là lời tâm tình chúng tôi muốn gửi đến cho các cô cũng như các anh. Các cô đừng bao giờ nói rằng chồng tôi đâu có toàn hảo như Chúa mà bảo tôi phải vâng phục trong mọi sự. Hoặc là nói chồng tôi phải yêu tôi trước thì tôi mới vâng phục. Các anh cũng đừng bao giờ nói vợ tôi phải vâng phục hoàn toàn thì tôi mới có thể yêu như Chúa yêu hội thánh. Hoặc là nói vợ tôi phải vâng phục tôi trước thì tôi mới yêu. Chúng ta đừng đòi hỏi hay chờ người kia làm theo lời Chúa rồi chúng ta mới làm bổn phận của mình. Nhưng hãy hết lòng trung tín vâng theo mạng lệnh của Chúa. Chúa sẽ không để chúng ta bị thiệt thòi bao giờ. Như đã nói, trong gia đình người tin Chúa không có vấn đề chồng Chúa vợ tôi hoặc là vợ lấn quyền chồng, nhưng cả hai đều kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Lúc thì chồng nói vợ nghe, lúc thì vợ nói chồng nghe. Các ông thường có tính thẳng thắn, cứng rắn, không để ý đến tiểu tiết và thường thiếu kiên nhẫn, thiếu tế nhị. Các bà thì ngược lại, nói chung bản tính mềm mại và trầm tĩnh, các bà cũng hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, kiên nhẫn và tế nhị hơn các ông. Với những bản tính khác nhau như thế, nếu vợ chồng tôn trọng ý kiến của nhau và vâng phục nhau, thì có thể bổ khuyết cho nhau trong nhiều phương diện. Nhờ đó, vợ chồng có thể giúp nhau tránh được những vấp váp và thất bại trong cuộc sống. Người vợ không vâng phục chồng sẽ dễ có những quyết định thiếu khôn ngoan trong sự giao tiếp với người ngoài, trong những vấn đề quan trọng. Người chồng không nghe ý kiến của vợ sẽ dễ vấp váp trong những vấn đề tế nhị, trong cách cư xử, nên dễ làm mất lòng người chung quanh. Vốn bản tính tội lỗi, con người chúng ta thường thích lấn lướt hơn là nhường người khác. Còn những người hiền lành thì thường bị người khác lợi dụng hay bắt nạt. Chính vì vậy mà chúng ta không muốn vâng phục hay nhường nhịn người khác. Tuy nhiên, là con cái của Chúa, chúng ta cứ tin cậy Chúa và vâng theo lời Chúa dạy. Chúa sẽ bênh vực và ban phước cho chúng ta. Nếu các anh có người vợ hiền lành, sẵn sàng vâng phục, hãy cảm tạ Chúa và nhớ đừng vì thấy vợ nói gì cũng nghe mà sinh ra độc tài, bắt nạt vợ hay buộc vợ phải chiều ý mình trong mọi việc. Tương tự như vậy, nếu các cô có người chồng yêu thương, tế nhị, chiều chuộng và sẵn sàng hy sinh cho mình, các cô hãy cảm tạ Chúa và hết lòng vâng phục, kính trọng chồng. Đừng thấy chồng yêu thương, chiều chuộng rồi nay đòi cái này, mai muốn cái kia, hoặc là xem thường chồng, bắt nạt chồng, buộc chồng phải làm theo ý mình. Để kết thúc bài học vâng phục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn lời dạy sau đây của sứ đồ Phaolô. Phaolô viết: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Theo thư Roma chương 12, câu 9, 10 và câu 16. Chúng tôi tin rằng các bạn đã đến với nhau bằng tình yêu, sẽ bước vào hôn nhân trong tình yêu. Cầu xin Chúa cho tình yêu của các bạn là tình yêu chân thật, không thay đổi, không vì lợi ích cá nhân, nhưng vì phúc lợi của người mình yêu. Với tình yêu đó, các bạn sẽ có thể sống với nhau như lời sứ đồ Phaolô khuyên. Các bạn sẽ lấy lẽ kính nhường nhau và ở hiệp ý nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi phương diện của đời sống.